Xin kính chào quý vị khán giả của kênh Báo Nghệ An. Bình luận quốc tế hôm nay sẽ bàn về tình trạng khẩn cấp toàn cầu của sự bùng phát chủng mới virus corona và những hệ lụy giáng xuống đối với Trung Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung. Sau đây là nội dung chính. Dịch viêm phổi cấp do virus corona công bố những tình trạng đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào những ngày cuối năm 2019. Đến nay đã nhanh chóng lan rộng khắp thế giới với tốc độ chóng mặt. Chính quyền Trung Quốc đã đóng cửa nhiều thành phố của tỉnh Hồ Bắc. Nhiều chuyến bay quốc tế đến Bắc Kinh cũng đã tạm dừng hoạt động. Nga là quốc gia mới nhất tuyên bố đóng cửa biên giới với Trung Quốc ở vùng Viễn Đông. Chủng mới của virus corona cướp đi mạng sống của 26 người vào ngày 22 tháng 1 và số lượng người chết tăng đột biến lên 80 trường hợp ngay ngày hôm sau, 23 tháng 1. Và đến đêm 30 tháng 1, Ủy ban Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc thông báo số người tử vong ở quốc gia này do nhiễm virus corona tăng lên con số 213 người. Thậm chí, người dân Trung Quốc đã gọi ngày 30 tháng 1 là ngày chết chóc do chứng kiến số lượng người chết vì dịch viêm phổi cao chưa từng có. Các nhà chức trách trong ngành y tế của tỉnh Hồ Bắc ngày 30 tháng 1 đã ghi nhận thêm 42 người tử vong vì virus corona gây ra chỉ trong vòng 24 giờ. Đây là số người tử vong trong một ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh được phát hiện. Các cơ quan y tế đã xác nhận số ca mắc virus corona ở Trung Quốc đã vượt qua số người nhiễm trong đại dịch SARS 2002-2003. Theo tờ South China Morning Post, chỉ trong vòng 10 ngày kể từ 20 tháng 1 đến 30 tháng 1, số ca bị nhiễm bệnh do virus corona đã vượt qua tổng số trường hợp bị nhiễm virus trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp SARS. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới là 9.700 người. Số ca nhiễm ở Trung Quốc là 9.692 người. Con số này được dự báo sẽ tăng cao trong những ngày tới. Trong khi đó, đại dịch SARS kéo dài 9 tháng từ tháng 11 năm 2002 đến tháng 7 năm 2003, Trung Quốc có tổng cộng 5.327 ca mắc bệnh. Số người được chữa khỏi là 4.959 người, tử vong 349 trường hợp. Vào thời điểm dịch bệnh SARS toàn cầu được ngăn chặn, hơn 8.422 người mắc bệnh, trong đó có hơn 900 người chết. Một số người nhiễm bệnh không có bất kỳ triệu chứng nào, trong khi đối với những người khác, các triệu chứng có thể nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong. Những triệu chứng bao gồm sốt, sổ mũi, ho, khó thở, đau bụng. Các biến chứng sẽ xảy ra từ hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng, gồm viêm phổi, suy thận. Trong đó, các đối tượng dễ bị nhiễm bệnh là trẻ em dưới 2 tuổi và những người trên 65 tuổi, hoặc những người có hệ thống miễn dịch yếu, đặc biệt dễ bị biến chứng nặng như viêm phổi. Kể từ khi tiếp xúc với virus corona, thời gian ủ bệnh của người bị nhiễm kéo dài từ 2 đến 14 ngày. Tác nhân gây nên dịch bệnh được cho rằng xuất phát từ chợ bán động vật hoang dã ở Vũ Hán và lan rộng đúng vào dịp hàng trăm triệu người ở Trung Quốc về quê nghỉ Tết âm lịch. Vũ Hán là thành phố thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc với dân số 11 triệu người, lớn hơn cả thủ đô London của Anh và thành phố New York, Mỹ. Trong những ngày thành phố Vũ Hán bị phong tỏa do là tâm dịch của virus corona, đối với những cư dân mắc kẹt ở lại thành phố thì việc buộc phải kiên cường và tuân thủ theo những hướng dẫn của bác sĩ là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên trước đó, thị trưởng thành phố Vũ Hán cho biết khoảng 5 triệu người dân Vũ Hán đã rời khỏi thành phố trước khi bị đóng cửa. Flymaster, nền tảng du lịch nổi tiếng của Trung Quốc, cung cấp dịch vụ đặt vé và phân tích dữ liệu cho hay. Trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến ngày 22 tháng 1 năm 2020, 3 trong số 10 điểm đến quốc tế hàng đầu từ Vũ Hán chính là các sân bay của Thái Lan. Tính đến ngày 30 tháng 1, Thái Lan đã xác nhận 14 trường hợp nhiễm virus corona. Đây là quốc gia phát hiện số người nhiễm bệnh cao thứ 2 sau Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào rạng sáng nay 31 tháng 1 theo giờ Việt Nam đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sự bùng phát của chủng mới virus corona. Mặc dù vậy, Tổ chức Y tế Thế giới đang đối mặt với làn sóng chỉ trích do cơ quan này bắt đầu giảm nhẹ sức ảnh hưởng của đại dịch corona và từ chối tuyên bố dịch viêm phổi cấp là tình trạng khẩn cấp toàn cầu vào tuần trước. So với đại dịch SARS 17 năm về trước, dịch viêm phổi cấp do virus corona đang giáng đòn mạnh vào kinh tế Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Các nhà phân tích đã đưa ra 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất, vào năm 2003, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc chiếm chưa đến 9% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. Còn hiện tại, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc gần đứng thứ nhất.
tình hình ngày càng ổn định hơn trong 3 tháng cuối năm và Hiệp định Thương mại giai đoạn 1 ký với Mỹ mang đến nhiều hy vọng hơn. Cũng quan trọng không kém, nếu như nền kinh tế thế giới vào năm 2003 đang trong giai đoạn đầu của sự phục hồi mạnh mẽ, thì nay dịch bệnh corona tại Trung Quốc đang đẩy hệ thống vào mối đe dọa lớn trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu dễ bị tổn thương hơn nhiều. Thứ hai, việc định giá thị trường chứng khoán và trái phiếu đang trở nên căng thẳng một cách nguy hiểm, làm gia tăng phạm vi bán tháo một cách mất trật tự khi dấy lên lo ngại và sợ hãi toàn cầu về sự lây lan nhanh chóng của virus corona. Thứ ba, nền kinh tế thứ hai thế giới hiện đang ngày càng phụ thuộc vào người tiêu dùng nội địa để thúc đẩy tăng trưởng ổn định. Do đó, một phần của nền kinh tế có nguy cơ tự sụp đổ từ dịch bệnh. Hơn thế, nếu người tiêu dùng Trung Quốc vốn đã chịu áp lực do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại, nay trở nên lo lắng về virus corona, nền kinh tế toàn cầu cũng có thể bị đánh gục. Tại tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch, các nhà ga dừng hoạt động, sự kiện bị hủy, thư viện và một số điểm vui chơi bị đóng cửa. Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh, chuyên sản xuất thép và xe hơi đã bị phong tỏa. Vũ Hán là thành phố giữ vị trí trong nút thắt 4 điểm liên kết giao thông quan trọng của Trung Quốc. Từ Vũ Hán, chỉ mất vài giờ đi tàu để đến hầu hết các thành phố lớn khác của Trung Quốc. Do đó, Vũ Hán đã trở thành trung tâm lớn trong mạng lưới tàu khách tốc độ cao của nước này. Vũ Hán còn là một trong những cảng trung gian lớn nhất dọc theo sông Dương Tử Giang, với các cung đường biển nối thành phố này đến với các trung tâm lớn như Thượng Hải và Thủ Khánh. Dương Tử Giang là con sông dài nhất châu Á và dài thứ 3 trên thế giới, được sử dụng để vận chuyển thực phẩm và giao thông công cộng. Hơn thế, Vũ Hán là một trong 10 nền kinh tế hàng đầu của Trung Quốc và là cửa ngõ của 9 tỉnh, đóng góp khoảng 1,6% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc. Giữ vị trí trung tâm trung chuyển và sản xuất quan trọng, nếu tình trạng phong tỏa tiếp diễn sau kỳ nghỉ Tết, nó sẽ ảnh hưởng đến ngành sản xuất công nghiệp của Vũ Hán, một trong những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục bình luận quốc tế của kênh Báo Nghệ An. Hãy like, chia sẻ và bình luận. Nhấn nút đăng ký, bật chuông để nhận thông báo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo vào tối thứ 6 hàng tuần trên kênh Báo Nghệ An.